tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Mình tô màu xong nhé các bạn. Video này mình sẽ tô màu cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Vậy là mình tốt xong rồi nha các bạn ơi.